công nghệ cho tới thế giới ẩm thực, những món ăn với những hình thức tinh tế đẹp đẽ luôn làm thực khách phải trần trồ kinh ngạc. Và mới đây, họ lại tạo ra món tráng miệng rất đặc biệt, nhìn trong veo như giọt nước khổng lồ. Nếu nhìn qua, bạn sẽ nghĩ đó là món thạch hoặc một thứ tráng miệng được làm từ gelatin, nhưng thực tế nó được làm hoàn toàn từ nước. Cái món này hoàn toàn là 99% là nước. Ngoài nước ra là có chỉ 1% bột thôi. Cái khó làm ủ trong thời gian ít nhất là phải 30 tiếng ở nhiệt độ tầm từ 5 đến 7 độ mới lại có thể là thành một cái giọt nước khổng lồ như vậy. Này là shinken mochi, một loại bánh tráng miệng ngon cực kỳ nổi tiếng với phần phủ trên bánh là bột đậu nành và siro đường nâu. Có lẽ cái điều đầu tiên mà Lực cảm thấy thú vị nhất là khi lần đầu tiên Lực cảm thấy cái món mochi nước nó đặt trước mặt Lực. Cảm giác nó thật là tinh khiết, cứ giống như là những cái giò sưa buổi sáng mình cảm thấy nó đọng trên lá. Mình không nghĩ tuyệt vời một cái món bánh mà nó lại thật đến mức độ như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi mới thưởng thức được cái món này, nhưng mà cảm thấy nó rất là ngon. Ăn vô như là mình đang khát, mình ăn vô như là giọt nước vậy. Quý vị thân mến, bánh giọt nước dạng nước, theo tiếng Nhật có tên gọi là Misu Shinken Mochi. Còn ở Việt Nam chúng ta thì gọi là bánh giọt nước, và nhìn hình dáng thì chúng ta cũng đã hiểu lý do vì sao bánh lại có tên gọi như vậy rồi. Bạn ơi, lấy cho Phương một phần bánh giọt nước này nhé. Yeah. Thịt của giọt nước á, nó không màu, không mùi, không vị, đúng như tên gọi là giọt nước. Nhưng mà khi mà thưởng thức á, quyện với lại cái nước sốt này rất là đặc trưng. Cái vị quen quen giống như là vị caramel trong những cái món bánh của Việt Nam, nhưng mà cái hương vị mình cảm nhận kỹ thì thấy là không phải vị caramel. Còn phần bột trên bề mặt của bánh thì Thanh Phương cảm nhận đó là bột đậu nành. Và có lẽ là phải gặp đầu bếp xem những cảm nhận của Thanh Phương có đúng hay không. Và cái phần nước sốt đặc biệt này là vị gì nhé? Vi ơi, cho Phương hỏi là bạn nãy khi mà Phương thưởng thức có món bánh giọt nước, cái phần nước sốt giống như là sốt caramel có đúng không bạn? Đó là sốt mật đen. Sốt mật đen có vị đặc biệt, đó là vị thanh và mát. Có loại sốt đặc trưng ở Nhật Bản đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cái phần bột rắc ở trên có phải là bột đậu nành không? Dạ đúng, mình chỉ rang lên và mình xay lên thôi. Tác dụng của bột đậu nành là kích thích thêm cái vị giác khi mà hòa quyện với lại nước sốt và bánh và bột thì nó tạo nên một cái hương vị đặc trưng gọi là bánh nước. Còn cái bánh giọt nước thì cũng thấy là cái hình dáng nó y chang như là giọt nước luôn. Nhưng mà làm sao mình có thể tạo hình cho chiếc bánh đẹp được như vậy? Nguyên liệu thì rất là đơn giản. Mình sử dụng chủ yếu là nước khoáng của Nhật cái gì? Và sử dụng bột con nhắc cừ, bột của Nhật. Mình sử dụng nước khoáng của Nhật. Nếu mà không có nước khoáng của Nhật thì mình cần phải sử dụng cái nước tinh khiết, chứ nếu mà dùng những cái nước lọc thông thường thì cái màu bánh nó sẽ không được trong suốt và không được ra đúng được cái hương vị của bánh. Tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì có hai loại bánh mochi, đó là mochi dạng khô và mochi dạng nước. Mochi dạng nước thì chúng ta thường ăn kèm với lại sốt mật đen, còn mochi dạng khô thì nhân bên trong là nhân kem với đủ loại hương vị cho chúng ta lựa chọn. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay đã giới thiệu đến cho quý vị những thông tin về một món ăn mới lạ hấp dẫn của xứ sở hoa anh đào.